Đây, bữa nay là chị đi ra là ngoài tiệm của... Ủa, không mà xa hả? Đây mày coi coi, ngồi vậy coi. Chị ra ngoài tiệm của ông bà ngoại. À, bấm vô nút massage nó mới massage. Đó. Mẹ chị mới sơn móng tay, móng chân cho chị xong rồi cô chú nè. Đây, màu gì đó. À, thấy không? Tay đâu, tay đâu, tay, tay đâu, tay đâu. Ủa, không massage hả? Không ngồi massage hả? Giờ con muốn ngồi đâu? No, no, con khóc đâu, đứa thể mà đi. Happy Father's Day, Daddy. Oh, thank you, JD. Come and give me a hug. Thank you. Go ahead. Happy Mother's Day, Maddie. Happy Mother's Day, Mom. No, it's not Mother's Day. It's Daddy's Day. No, Mom, you get your earrings, then it's Father's Day to all you. Oh, baby, did you hear what she say? What's that? She say, Mommy, you got already got your earring. Yeah, for Mother's Day. Yeah. Trời ơi, nó nhớ là ba nó tặng tôi đôi bông mà cho Mother Day. No, I'm okay. Thank cho, you. Cho mẹ ăn đi. Quá dữ không? Yeah, I had the best snacks at the airport, Jay, in the airplane. Con thích đồ chơi mới của con không con? Dạ. Con cảm ơn ai? Con cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Hôn ba muốn chưa? Ồ, 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 mẹ hả? Ồ, mẹ, hôn ba. Hôn ba. Dad, look, he's bringing it to my you. Yeah, you have to play. You got chocolate on your lip? Yeah, that means I eat that. Oh, you ate that chocolate? Oh, it was extra. You got a bunch of extra on that. Thằng miếng dâu đây con, miếng dâu nè con. Gì vậy con? Okay. Eat your strawberries, JD. Kêu ăn lần bỏ miệng chịu rồi cầm rồi cắn từng cái nữa. Quá trời đồ chơi đẹp luôn á. You gotta go to bed early if you want to grow tall. You're a little short. Did you hear what it said? Daydream. You'll go to bed early if you want to grow tall. Do you want to be tall? I want to be little. Okay, so she wants to stay up, is what she's saying. Mm-hmm. She wants to stay up late. Daddy, you want to put this dolls? Wow. Dolls? Yeah, it has eyelashes. Like... Bé hả con? Cái bé tên gì vậy? Đặt tên cho em bé. This is Con Sudi's baby. Sudi hả? No, Con Sudi's baby. Con Sudi hả? No, Con Sudi's baby. Con Sudi baby hả? Yeah, this is her name. Okay, oh, Con Sudi. Why doesn't the baby have her clothes? Because I don't want it to have clothes. she takes off all her clothes and all. Nó không bao giờ thích búp bê của nó mặc đồ, toàn cho búp bê cỡ đồ không à. Did you know somebody left you a gift at the house? Did you bring it home? I did bring it home. Mm-hmm. Let me go get it for you, JD. Somebody left you a gift. Yeah, có cái một cái anh nào ở nhà mình á, em gửi tặng quà cho chay á. Oh, cái này là một bé trai và một bé gái nè. Mom, I put him cái này là bé trai nè, cái này là bé trai nè. Mom, này là bé trai phải không con? Nhưng mà này bé trai, bé trai nè. Bé trai này tên là, bé trai này tên là Jason. Show mommy. Bé này dễ thương rồi cha nè. Show mommy. Bé này dễ thương nè, mặt hiền hà nè. Show mommy. Mom, look at this gift. Oh, đó. Rồi, ok, anh nào để lại món quà này cho chay đây nè, ở nhà bên Florida nè. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh tên là Jackson. His name JD here. My friend to my friend Jackson đó, Jackson. Rồi đó, ba mở ra cho con đi. Okay, let's open it. Too hard to open it. Okay. Wow, it's a Lego. Let's show everybody. Love a Lego, go Lego. Whoa, that is a big cut. Trời ơi, tự mở ra được rành rọc chứ. My kid open with my hands because I'm little. A little bit little. A little bit mà còn little nữa. Oh, wow. Mom, someone built it. Can you open this?
Thôi chờ đợi con gắn vô hả? Con cảm ơn anh chưa? I think I forgot. Dạ, yeah, nó con xanh nhìn lên đây nó thank you. Thank you. It's too hard. Khó quá hả con? Can you open this? Cái gì? Mom, I want you to open it. Open. Con nói làm sao? Thank you, mẹ. Tiếng Việt. Mẹ, give it to me, please. Con sao? Con. Cảm. Cảm ơn. Ơn ai? Mẹ. Mẹ Hiền. Mẹ Hiền. Mẹ. Nói. Mẹ Hiền. Mẹ Hiền. Đúng. Yeah, that's perfect. Okay, now to put the head. Mẹ Hiền, nói cảm ơn mẹ Hiền. Con cảm ơn mẹ Hiền. Con yêu mẹ Hiền. Con yêu mẹ Hiền. Đúng. Tôi kêu nó đã từ ngồi tôi cười. I already pressed it all in. So I can do it. Chú Năm về kìa. Hello chú Năm. Hello con, đừng quên đâu. Hello. Hi Quân. Hi. How are you? Fine. Good, you're back home. Good to see you. Daddy, I can't press this, Daddy. You want me to press it for you? Okay. So how are everything over there? Everything's good over there. Yeah. Real nice. This day? Yeah. Yeah, finally glad to be back, though. It was lonely out there by myself. Daddy, you're not lonely. Let's talk about how you got out. Yeah. Oh my gosh, it looks like JD. Yeah, it looks like me. Like somebody built a Lego just for you when you have your glasses on. Let me see. Con nói cảm ơn ba Hiền. Hold on, let me get the... Nói đây, cảm ơn ba Hiền. What's that? No. She just said something funny. What'd she say? You gotta tell me. I can't explain it in English. Oh. Where'd it go? Did you see it? Mommy, he's drippy. Mommy, Su giật con xuống phải không? Su mà làm vậy hả? Yeah, into my face. Trời ơi, làm gì nhân gắn à trời? Su mà làm gì giống nhân gắn hả? It's just like that, but it's not. Okay. Sao? That's the same one. Rồi, bây giờ con coi mẹ ăn nha. Con biết trái này trái gì không? Trái gì? Pepper. Pepper là tiếng Việt là trái gì? Mom, that's the same one. I don't know what it is. Nhưng mà trái này là trái gì? I don't know. Hồi nãy con mới nói đúng rồi đó. Trái ớt. Trái ớt. Trái ớt ăn vô thì cái vị cứ như thế nào? Cái vị nó làm sao? Đã trùng ngủ. Cay. Cay không? Dạ. Bây giờ mẹ ăn nha. Rồi lỡ mà mẹ ăn cay quá rồi mẹ khóc làm sao? Thôi nói mẹ đừng ăn ớt hết ớt của bà ngoại làm sao tế. Mom, this is it. Ăn hả? No, you should eat it. Hả? No. Ăn hết rồi đó. You didn't. Hả? I see it. Con thấy gì? Con thấy mẹ giấu bên đây hả? Mom, you wouldn't eat it. Đó. Trời ơi, nó dám chút. Xém chút là nó náy vô con mắt của mẹ là chết. Trời ơi, mày sao mày dám ăn được chai ớt cay lắm. Đây. Cái gì vậy? Rồi, rồi ra. À, làm phép thật hả? Làm phép thật không biết hả? Mom, you spin it. I let it spin. Giỏi. Làm phép thật không biết. Bây giờ mình chơi hả? Yeah, running with this and with that. I'm gonna hold that with you. Rồi bây giờ coi ai thắng hả? Yeah. Ok. Mà con chạy á, con coi chừng con té nghe không? Con nhớ con đang mặc quần ngắn đó. Con té là hả, lát đầu gối khóc hu hu nữa đó. Hả, đi đường đó hả? Ok, đi. Chạy.
chạy trên cỏ đây. Chạy trên cỏ đây. Xa quá, đi xa quá. Á trời. Đừng có làm vậy gãy cái cây vợt. Hồi đó mày thích, hồi đó mày thích chơi đánh cầu lông lắm á trời. Trời, con cũng thích luôn hả? Con có biết đánh không? Hả? Ờ, mẹ dạy con mà con đâu có biết đâu. Nó tào lao gì đâu không? Nó tào lao gì vậy trời? À, talk cái gì? Nói gì? Làm sao? I'm hitting the bus. Cô nói gì mẹ không hiểu. No, hitting the bus means hit it. À, giờ mình làm gì vậy hả? Yeah. Giờ mình mẹ thấy mẹ con dẫn, mẹ dẫn con dẫn mẹ đi bộ đi nè. Đi bộ ngắm mát đây nè. Hả? Throwing it. Just like the wind. À. Hồi nãy hả? Hồi nãy ai làm hư cây kem của con? The wind. The girl. Ai là người làm hư cây kem, nói rõ coi. The girl. Cái chị đó hả? Dạ. Đâu phải chị đó đâu, chị đó đâu có lấy cát chọi thẳng vô cái cây kem đâu. No. Two of the wind blew it and the girl. À, hai người luôn hả? Vừa gió mà vừa chị đó luôn hả? Now watch this again. Là sao? Now. Now. Hold this. This is the... Now, no, it's just not. It's holding in the hand and in the horn. Nó nói cái gì Ngọc còn không hiểu nên sao the Ngọc? The horse means it's the trio line horn. À. What I was doing. Nói tào lô, tào lô. No, I was talking. À, con nói chuyện thì con nói tào lô không à? No, that's not tào lô. I was talking about everything. Ủa chứ không phải nói tào lô hả? How? Mom look that. Ờ, cô rất cô chạy xe đạp á. Mom, that's just like a picture of it. Picture gì? Picture of Chunum's picture in the bathroom. In the top floor bathroom. Trời ơi trời. In the bottom bathroom, in the top floor have no picture. Trời đất ơi, để ý dữ à, sao để ý hay vậy? Ờ, nó chỉ thấy cái cô đó chạy xe đạp đi ngang qua. Hả? We have to pay attention. Don't pay attention. We have to practice. Trời ơi, nó nói cái cô ma. Mom cranks it. Hả, bà đang giải thích cho cô chú nghe. Mom cranks it means it's the whole entire word. That's not what I was talking. Đó nói làm sao mình á. Mom, I was not talking for it. Nó thấy cô kia chạy xe đạp đi ngang qua. Stop saying that. Để kể cho cô chú nghe. Cái này mắc cười mà không kể cho cô chú nghe là cô chú thiếu thứ nụ cười. Nó thấy cô kia chạy xe đạp đi ngang qua. Ê, giỡn mặt nha. Xong rồi cái nó nói mẹ coi cái cô đó chạy xe đạp qua kìa. Giống y như là bức tranh. Ủa, có gì đâu, mẹ kể cho cô chú nghe mà. Hả? Jealous gì, tự nhiên cái ghen tị gì? Có tào lao nữa. Nên đó hả, cái cô đó chạy xe đạp giống y chang như cái bức tranh ở nhà của chú Năm vậy đó. À, cái nó bức tranh ở trên lầu với dưới. Nó cái bức tranh mà ở cái phòng tắm ở dưới đất chứ không phải trên lầu. Ở trên lầu không có cái bức tranh nào hết á. Nhưng mà ở dưới lầu là có bức tranh một cái chiếc xe đạp. Hay ghê, thì để ý tôi không để ý trên lầu có bức tranh luôn, chút nữa tôi vô. Mà hình như là nó nói. À, thôi nghỉ nói. À, con nói chuyện với ngôi sao hả? Yeah. Rồi, nói chuyện ngôi sao nha. Người yêu ơi em luôn mơ ước. Cái bài đó là bài lựa chọn một vì sao đó. Ồ, sao con không thích hát hả? Được cùng anh. À, im lặng đi chứ đợi người ta tức giấc hả? Ok. Khác tên hai đứa mình. À, không hát nữa. Okay, thôi bây giờ cô im lặng luôn. Mẹ im là con phải im luôn chứ. Mẹ im mà con nói. Đúng.
Mom, no, you be quiet. You don't make noise, and I will make noise. trời, you don't make noise, and I will make noise. Trời ơi, nó kêu tôi im lặng để cho nó. Ê, nó chơi nào, mặc áo sai nè, mặc áo sai. Xỏ tay vô. I don't want it. Ủa, không thích xỏ tay vô, mặc thích mặc vậy nè. Không thích xỏ tay vô, thích mặc vậy nha, cô chú nha. Im. Xì tay, cái này là xì tay. No, be quiet, don't say something. Oh, ok, vậy bây giờ mẹ im lặng để con nói ha. Ok, nói đi. Just say it. Okay. When I was told, someone wake up already. When I was nervous, nobody was throwing the ball or making sand or everything going. Mom is bumpy one. Bumpy nè, bước qua, đúng rồi. Hồi sáng giờ mình được đi đâu nè? Để nghe coi sáng giờ mình được đi đâu? The beach. Đi biển thì đâu nữa? Because I'm walking. Ủa mà bây giờ đi xa nhà ngoại quá rồi, về biết đường về không? Yeah. Chết cha không? Biết đường về không? Yeah. Bây giờ muốn về nhà ngoại đi đường nào? No. Hả? I don't want to go home. Ủa, không muốn đi về nhà luôn hả? Chay, ngày xưa á chay, lúc mà mẹ ở đây với bà ngoại á, buổi chiều về là mẹ ưa dẫn Bella đi tiểu lắm á chay. Hả? Mẹ ưa dẫn Bella, mẹ cầm cái dây á, mẹ kéo Bella, dẫn Bella đi pee pee với Pupu á. Chiều nào cũng vậy á chay. Đó là nhiệm vụ của mẹ á chay. Right here, Pupu right here. Đúng rồi. He Pupu for his can. Hồi đó là sáng. Mom, don't say something. Okay. I will say something. Only because I'm really injured. That's because the rocks are hitting me. Only because the rocks or the cars. Not because evil. No. Nó tù lao gì chay? No sense. Oven. I see oven one time. Oven. Người yêu anh luôn mơ ước. Carvent. Instant. Make for instant price. Ồ, chơi nhà này bán này chơi. Muốn mua nhà này để làm hàng xóm với ngoại không? Hả? Muốn mua nhà này để làm hàng xóm với ngoại không? Không thích nhà này hả? No, I don't like it. I don't want to play. Nhà này không có đồ chơi hả? No. Ok. Only because I'm Lula. Rella, no, because I'm sassy, you know? Yeah, you are sassy. You are sassy. No, I'm not saying I'm. Ủa mà sassy có nghĩa là gì chay? Sassy means the grass and the horse. Trời tào lao à. No, the horse means it's a big coat of trees. I mean the butterfly leaps in the whole entire đó, house. Nó đang nói về những cái tôi cảnh vật rồi nó nói gì tùm lum á, nó nhìn thấy cái gì nó nói cái đó. Nó không ra cái câu chuyện gì để ngọc. Mommy. Hả? Ủa mày phải giải thích cho cô chú nghe là con nói gì chứ. Thôi đi giờ đi về đường kia, ngược đường lại, quay lại. Nó nói giờ mặt trăng mặt trời mà nói tùm lum hết con. Vậy thôi con đi đường đó, mày đi đường này. Ok đi mẹ. Con phải nghe lời mẹ chứ. Nói tào lao không. Bây giờ hát coi. Gì? Giờ hát cái bài gì mà Black Flower Shine. Mặt trăng á, giờ mặt trăng tới sớm ghê không? Con hát Flower Shine Black. Yellow Green Red Blue Purple Pink JC Sky Hoi Garden. I can show you the world. Ủa không hát bài đó hả? Cô coi con tự động làm music của con đi. Here it might have been a poor chance. We need my feet. Or I need to pick out the flowers I need. For me, I do. For me, pretty more.
God, we have Jews that are not to be called by Christianity. So what I can do for you, me? Why, me? I can. We have me. We are now only my first call me. Hát lang thang. Chay, mai mốt mà mẹ với con mà lỡ thất nghiệp á, hai mẹ con mình á hả, chở xe kèo kéo. Mẹ với con hát bán kèo kéo. Ok không? Mom, this is the song of corn. Hi, Sammy. I'm singing about the song of flower. One flower, two flower, four flower. Four flower, four purple flower, and four bigger flowers. Four, I meet. Mom, just sing. Four, Mom, just sing. Four, I meet Janie. No, not that song. Okay. Four, I try, like, heart. Con hát cái bài tầm bậy không mà con kêu mẹ hát theo con. Đây nè, ba gọi nè, ba gọi nè.